Xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip rất là đặc biệt. Thì trước đây mình có nói là sẽ không làm clip ban đêm ở đầm ở trắng nữa. Nhưng mà đối với tôm như các bạn thì cái sức hấp dẫn của cái đầm ở trắng này ban đêm thì tôi thích đi săn bắt. Cho nên là tôi mới nhỏ quyết định là sẽ hai anh em sẽ làm clip ban đêm ở đây một lần nữa. Tại vì tụi tôi cắm câu ở đâu ban đêm cũng không bằng đầm ở trắng hết các bạn. Thì trong chuyến đi này thì tôi sẽ không kể về bất cứ một ai ở đây nữa, vì tôi đã có hứa rồi, mà chỉ là săn bắt thôi. Đi đường này lên là nhỏ ơi, mình hôm nay mình sẽ đi xuống khu vực đó luôn, không sao đâu em, tránh xa khu vực này ra, mình đi xuống dưới kia đi, vòng qua bên kia. Thì mình có nói là chuyến đi này tụi tôi sẽ đi cắm câu thôi các bạn, và sẽ không có kể về chuyện liên quan đến cái đầm ở trắng này nữa. Bây giờ là 5 giờ, hơn 5 giờ rồi, 5 giờ rưỡi rồi. Tụi tôi sẽ bắt đầu đi xuống dưới để bắt đầu mình cắm câu. Sau đó thì đêm tụi tôi sẽ bắt đầu đi gỡ. Đêm nay tụi tôi sẽ gỡ hết đêm luôn. Đáng lẽ là tôi không có làm mà do một phần tôi cũng muốn làm các bạn, khá là mâu thuẫn, nhưng mà do nhỏ đã tiếp tôi thêm động lực nữa. Cả hai anh em đều muốn, và tôi nghĩ chắc chắn các bạn cũng muốn, đã rất lâu rồi. Lâu rồi nhỏ ha. Hai anh em mình không làm clip ở đêm ở đây nữa. Bây giờ tôi với nhỏ bắt đầu cắm thôi các bạn. Tôi sẽ cắm dọc xuống dưới. Đây là một phần của bên hông của cái đầm ở trắng các bạn. Nó chảy dài xuống dưới, uống vòng một cái hòn đảo bên đây. Ở phía bên kia thì nó sẽ cuốn vòng một hòn đảo vào bên kia chỗ cái câu. Ủa con bìm bìm kìa nhỏ. Đậu trong cây bên kia kìa. Bìm nhiều ghê á. Cái bìm bìm người ta ngâm rượu nhỏ, gắn á. Cái đó làm ba chén là đốt biệt thự luôn á. Cái đó nặng lắm ạ. Hả? Em á? Ai cho em uống mà em uống? Kêu ba chén. À, kêu anh á. Buổi chiều với lại buổi sáng ở đây nó rất khoang cảnh, rất là đều các bạn. Nhưng mà buổi tối thì chắc chỉ có hai anh em tụi tôi ở đây thôi. Thắp xuống nhỏ, thắp xuống một chút. Đừng có sâu thôi. Em cắm chắc à, cái lớn nó kéo đi á. Đi thôi. Tôi sẽ cắm vòng 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 các bạn. Vòng 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 xuống dưới kia. Xa ra. Xuống dưới kìa. Cắm xa có không có cá. Tôi bẫy gắn ở đây nhiều nè. Cái này nè. Rồi bên đây được rồi, em tấp vô chỗ này được rồi. Bữa nay mình đi dọc dọc cái này câu lươn nhỏ. Lươn á. Dọc bên đầm bên đây nè. Ha. Để nhiều. Nhiều hơn bên căn biệt thự mình á.
đó, bìm bìp à. À quất chứ, tưởng bìm bìp quất. Cắm chắc cho nhỏ. Rồi đi xuống dưới. Rõ bìm bìp kìa. Đây nhiều lắm. Bìm bìp quá trời. Bìm bìp quất nhiều lắm. Quất. Cúc là ở trên đồng. Cúc đâu ở dưới nước. Kìa kìa còn kìa các bạn. Con lá thì bắn hay á. Bắn làm gì? Kìa gắn kìa. Con súng hả? Mở trường đây nè. Tắt vào coi. Mới thấy cái đuôi lên nè. Cá. Cá nó nhảy lên đây, nó nằm trên đây luôn, ghê. Giờ tôi sẽ phụ nhỏ cắm mớ cần câu cắm này các bạn. Để mình nhỏ cắm thì lâu lắm, nhỏ chèo tôi sẽ cắm quất cho nó nhanh. Để tối bây giờ mình cắm là cá ra nó ăn rồi các bạn. Cá lóc táp ở dưới rồi. Hú bìm bìp. Các bạn mà ngồi đây là coi rắn bìm bìp nó bay con nhóc luôn á. Bây giờ tôi bé nhỏ lên trên các bạn. Trời muốn tối luôn rồi, trời tối luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi bé nhỏ lên trên để hồi nữa kiếm đèn rồi đi xuống dưới thăm mấy cái cần câu cắm. Một ba cua đẳng cấp luôn. Tấp vô bờ luôn. Tối quá à. Thấy đường lên nhỏ, nãy quên không cầm theo đèn á. Lát nữa mình xuống mình gỡ mình cầm theo đèn. Đèn lóa quá. Rồi để anh tắt cái này đi. Tắt cái đèn led này đi. Rồi lên trên rồi lát mình đi thăm ha. Hôm nay anh thấy một ngày bình yên rồi đó. Ui. Cái gì đó nó kêu vo vo. Mũi chứ cái gì. Bây giờ tôi với nhỏ sẽ đi ra đầm bãi trắng thăm câu các bạn. Lần thứ nhất. Ai bên kia hôm nay có đám ma sao nghe đờn ghê quá vậy. Bên kia đám ma sao nhỏ ơi. Sợ không? Sợ thì để mai thăm. Đi luôn. Hả? Đi luôn đi. Ừ, hứng lắm lát gì đó này kia. Vậy thì lấy cái kiếm cái gì đựng cá cái hả? Kiếm cái thùng đựng cá cái hả? Để anh đi lấy cho. Tôi với nhỏ bắt đầu sẽ đi ra ngoài các bạn. Sao hôm nay lạnh quá nhỏ à. Tôi có lấy theo một cái đèn bự này các bạn. Cho nó an toàn cho nhỏ và tôi luôn. Ở bên kia mới có ông kia chết cho nên là có đám ma các bạn. Nên là nó có cái người ta tụng kinh với lại thổi kèn á. Mình không qua bên cây câu nhỏ nha. Mình đi vòng qua bên kia, khỏi đi đường tắt qua đó. Đem bông súng đẹp không các bạn? Tôi muốn quay cảnh này cho các bạn xem nè. Nhìn đẹp ghê không? Này nửa đêm, đúng nửa đêm thì nó nở hết chứ không đẹp lắm. Bây giờ gần nửa đêm thôi. Nhìn đẹp không các bạn? Nửa đêm thì nó mới đẹp nữa. Còn bây giờ mới có 10 giờ mấy, gần 11 giờ. Nửa đêm là nó nở hết nha.
Đi thôi, tiếp tục cuộc hành trình. Ơ, vô cọc, vô cọc, vô cọc. Ủa. Từ từ thôi. Nhỏ ơi, anh thấy heo heo mình để buổi sáng mình đi thăm đi. Hả? Dạ, anh sắp đến rồi. Sao thấy không yên tâm nào nhỏ ơi? Sao thấy cảm giác không yên tâm lúc nào á? Đi vô trong luôn, đi vô trong luôn. Có chưa? Được không? Vướng cái đó, vướng cái đó. Rồi đi đi. Từ từ thôi. Cũng may là hôm nay có cái đèn này. Hôm bữa tôi đi không có cái đèn này cho nên là nó tối quá. Hôm nay có đèn nó đỡ. Sao cái xuồng nó cũng sáng. Nhỏ sao đi vô cọc không nhỏ ơi? Không, em đi lộn rồi, em đi qua đây nè. Bình tĩnh thôi. Giờ này ai đốt lửa lửa bên kia ta? Ai đốt lửa bên kia sao? Phải không nhỏ? Nãy em thấy như bên kia ai đốt lửa thôi. Mà đâu có ai giờ này đốt lửa ở đây trời. Ai dám vô đây câu? Kệ. Mình chỉ hôm nay mình chỉ đi thăm câu thôi. Không nói gì hết. Ủa sao có dây câu này nó kỳ nhỏ. Bung chen vậy? Không mồi không? Không mồi luôn. Móc mồi vô đi. Sao nó cuốn trên cỏ không biết. Đây đi ta. Chặt mà. Mũi quá nhỏ hả? Cá lóc tép. Chừng nó bò vậy đó. Đây. Sao anh đúng ngày mình đi cơ cắm đêm đây tỉnh đám ma đâu á.
bên hông bên kia kìa. Ủa mình nãy mình cắm mấy cái ở trên đây em thăm chưa hả? Kì vậy, nhìn kỹ cái chân em đi qua luôn đó. À, đây nè, gỡ thôi coi. Không có. Ủa, hết mồi rồi. Hả? Hết mồi á? Cái này hơi kỳ này. Kỳ quá ta. Gắn vô đi. Cái gì vậy trời? Đây rất chưa. Rồi. Đẩy á, thả lại đi. Một nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Ôi lạc quá. Này trời lạnh à. Đâu ta? Đâu nằm à? Đây. Ô. Đây. Có cá các bạn. Cái kéo này là biết là dính rồi. Ồ, từ giống cái cọc kìa. Đó, tôi thích là cắm câu bên đầm ở trắng như vậy đó. Đã lắm. Đây kìa. Anh cho anh nhổ đó. Nhổ đi, em nhổ đi. Anh cầm cái quay sao nhổ. Nhổ đi. Rồi, đi xuống ha. Rồi. Cho lên đi nhổ ơi. Khỏi cho lên xuồng luôn. Ừ. Cái gì vậy? Chê. Cái chè. Cho lên tay kia cầm dây, đừng cầm cái cây gãy giờ. Ôi đổ đẹp. Thấy vui rồi đó. Cá chê các bạn. Chê lì. Đây cầm xuống đây. Nhèm nha mọi người. Gì dữ đấy. Một em cá chê các bạn. Cái da trắng. Hả? Đây. Một con. Ôi. Sau á em cầm cái dây em kéo lên á. Cái đựng đó nè. Đẩy nó vô á, đẩy cái xô vô mà. Chứ kì. Cầm cây như vậy nó mất thế đó. Được em cá chê các bạn. Sát bờ đấy. Rồi. Tranh thủ mình thăm câu
rắn hả? Không. Nó mới chạy qua đây không thấy. Ở trong rồi. Quả. Quả giờ nó nằm ở cái cây khô bên kia các bạn, gần cây câu á. Đó các bạn nghe không? Đó. Quả giờ nó nằm bên cây khô bên đó á. Đó. Cái cây khô bên đó là tối đến là quả nó về nhiều lắm. Bay à? Bay à? Bay à? Nó bay qua đây kìa. Giờ nó đậu dưới cây kìa. Mấy cái cần câu cắm như em đi lướt qua luôn á nhỏ ơi. Thấy. Sao kỳ á? Cái gì vậy? Thôi thôi. Con ốc mà anh tưởng cái gì á, ốc chà bá luôn á. Ủa sao cả đám ma hát chàng này ta? À đúng rồi. Đây nè. Đi qua luôn nè, không có. Có là biết liền kìa. Con cá sặc chết này sao mà. Đây con quạ nè các bạn. Tôi so chúng nó luôn nè. Ui, ở đây. Bay luôn. Bay về hướng bên của đám ma á. Nó bay về hướng đám ma nè. Bay luôn các bạn. Buổi tối sao mà các bạn không thấy được. Hay. Anh thấy cái gì kỳ kỳ với nhỏ ơi. Từ câu cấm mình đâu hết rồi. Không cái nào luôn. Cái này kỳ này. Đây, đây, đây. Có. Cái cây này hồi trước là có một gia đình nữa. Anh quên mất. Đây nè nhỏ, thăm đây nè. Hai bài hát gì vậy? Cái cần này gãy luôn rồi nhỏ ơi. Sao mà cần cắm mà sao gãy được? Đưa xác cho coi. Gãy rồi. Cái cần câu cắm sao mà gãy được mấy con gì không biết. Đây kể đi.
đó chặn cọc. Hả? Bây giờ đó chín cọc. Ờ. Ha. Gì vậy? Có hàng, có hàng. Có cá nè. Lòng hả? Kệ nó. Tối nay hai anh em mình thăm mấy lần là ok nè. Cần này sao mà gãy à? Thấy thiệt. Gì vậy? Từ từ coi. Cầm nó coi đây. Cầm nó đưa anh. Không thấy. Cầm nó đây. Đâu được cầm được anh à? Cầm nó. Cá lóc. Bỏ nó chơi chỗ nào đây ta? Hả? Bỏ nó đây đi. Ừ. Tí nữa nè. Trời. Kệ nó. Ủa, con này cũng ngon nhở. Hay. Có cá mà. Anh thấy đang có hứng nhưng mà. Ôi, một tiếng cái gì chả chả kia hết trời. Nhưng mà sáng lắm, tắt rồi. Này em cũng thấy mà. Kệ, mình cứ làm của mình đi. Đó, một cá lóc, một cá tre các bạn. Cứ bình tĩnh đi. Đi xuống dưới kìa, em đi ngược rồi. Hả? Đi xuống dưới chứ. Em cắm dưới mà. Cứ bình tĩnh mà. Treo có gì đâu. Nhỏ ơi. Đôi dép anh bị con chó con mực nó tha đi nữa nè. Mực nó tha nó giấu đi rồi. Anh kiếm quà em ra nè. Này anh mang dép em nè. Dép anh thơm quá rồi. Cứ bình tĩnh thôi, mình làm công việc của mình. Em đi qua cần câu cắm kìa. Qua hả? Bỏ qua đường bên kia. Đây nè, con cá nè. Con cá hả? Thế là không để ý nè. Nãy giờ em đi qua mấy cái rồi đó. Còn mồi không? Hết luôn. Hết mồi thì móc vô. Cá lóc cá ở ngoài nhiều quá ta. Mà mới được có một con à. Con này không bự lắm mà cũng được. Cái lóc chắc dính lâu rồi nhỏ ơi. Hả? Cái lóc phải dính lâu rồi á. Ừ. Nãy giờ tôi với nhỏ thăm khá nhiều mới được có hai con các bạn. Đầu hạt mưa rồi nhỏ. Cái này lạnh quá trời. Thấy có rồi nha. Gì? Thấy em mới rồi nha. Cá à? Đây nè. À, giật nữa nè. Giật chìm luôn rồi. Bọt không rồi nhỏ. Thêm một em nữa các bạn. Ba con. Ủa? Xích cái xuồng da mới thấy được chứ. Ây da. Được đó. Được không? Trời ơi, cái này em cầm cái xuồng á, em để vô trong là dễ lấy hơn. Cái gì vậy? Chị thấy. Ôi. Gì nhỏ nhỏ ơi.